Chào mọi người trở lại kênh mình ha. Thì hôm nay anh Phúc ảnh phòng nắm cho gà 90 ngày của anh nha mọi người. Thì đây là mình có thể ra tiệm thú y mình mua cái trị nấm ha, để mình trộn chung thức ăn mình phòng cho gà nha mọi người. Thì Phúc cũng đang trộn thức ăn nha. Anh Phúc, anh có thể cho chia sẻ mọi người là tại sao mình phải phòng nấm cho gà không anh? Thì nấm là nó có giai đoạn mình để phòng nấm cho gà mình. Thường anh phòng theo cái lịch đó là 30 ngày, 50 ngày, 70 ngày và 90 ngày. Thì phòng nấm này là mình phải cho gà ăn đúng giai đoạn này để chi? Để cho con gà không bị nấm. Để con gà mà mình không có phòng nấm này vô là con gà mình nó mặt sẽ bị tái và ăn yếu lắm, trong cái cơ thể nó có bị nấm trọng á, rồi chứ cũng không có nấm nè, nên con gà là biến ăn, nó sẽ bị ốm, rồi nó sẽ bị bệnh nữa. Đó là mình phòng nấm giai đoạn này là đó, giai đoạn này 90 ngày phòng rồi là anh có thể anh bỏ luôn hết phòng rồi, là giai đoạn này giai đoạn cuối của con bầy gà 90 ngày của anh. Dạ, thì nấm thì mình phòng giai đoạn cũng cách ngay 20 ngày ha. Đúng rồi, cứ 30 ngày, 50 ngày, 70 ngày, 90 ngày, thì tạm gọi là số lẻ đi. 3 năm 79 là phòng nấm. Còn 20 ngày, 40 ngày, 60 ngày, 80 ngày, 100 ngày là sổ lãi. Thì mình tạm gọi là số chẵn là 2, 4, 6, 8, 10 là mình đi sổ lãi nó. Nó có giai đoạn gì đó. Và phòng này là phòng buổi sáng sớm nha. Nếu mà sổ lãi hoặc là nấm nhiều thì nên tốt nhất đi sáng sớm. Cho con gà đói là đói. Rồi mình cho nó ăn vô một cái là được liền. Đó. Dạ mọi người, cái này cũng không có gì đặc biệt hết mọi người. Thì mình phòng bệnh cho con gà mình thì gà mình nó sẽ khỏe mạnh ha. Để mình không phòng nó bị núm thì nó sẽ bị bệnh. Gà nó mặt tái và nó ăn yếu không mọi người. Thì nấm dìu và sổ lộ lãi thì tiệm thú y nào cũng có bán hết ha. Mình có thể ra tiệm thú y mình mua. Đơn giản lắm. Bây giờ mình trộn chung với thức ăn mình cho nó ăn thôi. Cứ cách 20 ngày thì mình cho nó ăn là. Thì anh Phúc anh đang tiến hành cho gà nha mọi người. Đó. Đây là bầy gà 90 ngày. Mọi người thấy không? 90 ngày rồi nha mọi người. Chuẩn bị xúc chuồng nữa nha mọi người. Nó thấy mình vô thì nó hơi xạo nha. Ủa anh Phúc ơi, tại sao mình phải phòng nấm dìu vào ngày sổ lãi vào ngày chẵn và nấm dìu vào ngày lẻ anh Phúc? Thì thường thường là mình ấm gà xong rồi phải mười mấy 20 ngày là mình thả gà ra ngoài đất rồi. Lúc đó mình phải phòng sổ lãi trước chứ. Là mình sợ nó ăn đồ dơ á. Chắc chắn điều là mình phải sổ lãi trước rồi. Mình đâu có để cho nấm dìu trước được. Lúc đó là nấm dìu chưa có ha. Nấm dìu chưa có. Chứ sợ sổ lãi thôi. Chứ sổ lãi ngoài xăng dơ á. Rồi mình phòng trước nó thôi. Mình phòng sổ lãi vào ngày chẵn cũng có lý do nha mọi người. 20 ngày mình cho gà ra. Cho gà ra sân thì lúc đó nó sẽ ăn đồ dơ mọi người. Mình phải sổ lãi cho nó trước. Thì lúc đó mình cũng chưa sợ nó con nấm lắm. Mình để dành 30 ngày mình làm. Thì mình cứ cách 20 ngày thì nó sẽ có số chẵn số lẻ vậy ha. Đó mọi người. Đó là kinh nghiệm của anh Phúc ha. Cái trời mưa này nó ẩm ướt cái sân mình quá anh Phúc, rồi mình gà mình nó dễ bị đường ruột, thì anh có thể chia sẻ cái loại thuốc nào hay là cái cách phòng như thế nào để cho gà mình nó ít bị đường ruột anh Phúc?
ví dụ như gà mà trong cái mùa mưa này nè, gà đúng là nó môi trường cũng thấp lắm. Thì thứ nhất là dễ bị ngoài sân dơ nè ha, ăn đồ dơ thì nó dễ bị hư đường ruột, rồi họ bị hôi thối. Nhưng mà những cái trụ lũng chỗ mà nhớ như mất gì nè ha, thì nó sẽ bị hôi, đúng không? Thì ở đây mình có men mình xử lý, mình tạt đặt này lên thì nó hết hôi thôi. Và trong quá trình đó thì nó xử lý đặt cho mình luôn, rồi con gà mình sẽ không bị bệnh nữa. Và kèm vào đó mình phải đi cái đường ruột, và mình sợ là mình đi ví dụ như mình đi amoc hoặc là ambi colatin, gì đó, hoặc là thuốc đặc trị của đường ruột nữa là di mục bà tử, mình đi ở vô nữa thì con gà mình sẽ khỏe hơn nhiều. Đó là cái cách đó mình để mà phòng bệnh trước. Chứ bây giờ mùa mưa này mình phải chịu thôi, chứ đâu có chỗ nào mình không ẩm thấp đâu, buộc mình phải chịu. Thì mình gán phòng bệnh cho con gà mình hơn, thì mùa mưa là hơn tiền xíu, mùa nắng đỡ hơn. Mà bù lại mùa nắng thì mình phải tốn cái tiền mà xe với ga lông nhiều hơn. Còn mùa mưa này mình đỡ tốn tiền đó, nhưng mà bù lại tiền kháng sinh tốn nhiều hơn. Nó cứ do vậy. Gà 93 ngàn nha. Ủa 90 ngàn nha. Mình chăn nuôi mình có thể nuôi, nếu mà mình có diện tích rộng thì mình có thể nuôi kiểu cuốn chiếu hơn rồi. Mình có khi thắng thì lỗ, nhưng mà có điều là mình sẽ có ra gà liên tục ha. Hết bài này tới bài kia cách nhau khoảng tầm 1 tháng ha, thì mình sẽ có gà ra. Như vậy thì mình sẽ có đồng tiền mình nó quay vốn ha. Tại nếu mình có diện tích rộng mà mình chăm sóc khoảng một lần một lứa vậy thì còn tầm khoảng 3-4 tháng mình mới có bán được. Thì bán như vậy thì lâu lắm mình mới có tiền hết mọi người. Nuôi theo kiểu cuốn chiếu thì tháng nào cũng có tiền hết, tháng nào cũng có gà ra hết á. Ở giai đoạn này thì gà nó ăn sung lắm nha mọi người, nó thay đổi cái thể trọng nó liên tục hết. Ngày thì anh Phúc vẫn phải mất cả khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và 1 tiếng đồng hồ là mỗi lần cho ăn nha mọi người. Từ cứ cách nhau khoảng 1 buổi thì anh sẽ cho ăn 1 lần. Chia làm 4 cử ha. 3 cử ngoài ban ngày và 1 cử vào ban đêm. Ban đêm thì anh sẽ cho ăn ở trong chuồng, hồi đó ăn khô không nè. Bài kia anh vừa bán xong thì bài này chuẩn bị anh gần xuất chuồng rồi. Còn mé bên kia thì có sẽ lấn lên nữa mọi người. Cái bài này thì nó ăn trụi cỏ hết rồi, có voi á mọi người. Chỉ còn những cái lá trên cao thì nó ăn không được thôi.
nó bay lên nó đạp cây nào mà ngã la liệt thì nó ăn hết rồi. Hôm đó còn rất nhiều gà ha. Thì mọi người chú ý giùm em ha, ngày thứ 20, 40, 60, 80 thì mình sẽ phòng sâu lãi. Ngày 30, 50, 70, 90 thì mình sẽ phòng nấm phổi, nấm diều cho gà hết mọi người. Thì chúc bà con làm ăn phát tài phát lộc, dạng sự như ý. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nha mọi người. Tạm biệt tất cả mọi người.